Vâng, em Vũ Duy xin kính chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe 7 chỗ mới nhập về cửa hàng. Vâng, một chiếc xe giá chỉ có hơn 200 triệu một chút thôi. Một chiếc xe màu trắng ngọc trinh rất là bắt mắt và ngoại thất cũng như nội thất thì rất là đẹp. Form dáng thì cực kỳ là bền chắc và chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Một chiếc xe thương hiệu Nhật Bản đó là Nissan Grand Livina. Chiếc xe này thì sử dụng máy xăng 1.8 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu từ 8 lít đến 9 lít trên 100 cây. Form dáng thì khá là thể thao, sử dụng hộp số sàn 6 cấp nha quý vị nhá. Vâng, hộp số sàn 6 cấp và số lùi móc. Vâng, rất là đẹp. Form dáng thì cực kỳ là đẹp và đi thì cực kỳ là đầm chắc, xe thì rất là êm, độ vọt khá là cao. Vâng, em đã đi thử chiếc xe này rồi và rất nhiều dòng xe này rồi. Thì những chiếc xe của Nissan này thì cũng không làm mọi người thất vọng. Vâng, tất cả tổng thể ngoại quan của chiếc xe thì cũng khá là phù hợp. Một mẫu xe 7 chỗ mà nhỏ gọn. Con này thì gầm bệ thấp hơn là dòng Innova. Và với giá thành cũng rẻ hơn Innova rất là nhiều. Một chiếc xe sản xuất năm 2011. Lăn bánh 2011. Có hai túi khí này, phanh ABS trên cả 4 bánh này, phanh đĩa an toàn này, lốp thì vẫn còn tương đối khá là mới. Và nội ngoại thất thì rất là đẹp. Ngoại thất màu trắng ngọc trinh, rất là bắt mắt. Và nội thất ghế da màu cà phê màu sữa. Vâng, rất là đẹp. Và nổi bật lên là logo Nissan. Đấy, mọi người có thể nhìn ạ. Tất cả các ghế thì vẫn còn rất là êm cứng. Và đặc biệt là trần của chiếc xe thì là bọc trần da rồi, nên là cũng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ, chứ không như trần nỉ ạ. Vâng, chiếc xe thì cũng đã được gắn thêm màn hình DVD giải trí rồi. Tí nữa thì em sẽ giới thiệu chi tiết về cái màn hình này. Còn đây là túi khí cho người ngồi bên cạnh. Vâng, hộc để đồ cũng rất là rộng rãi. Đó, mọi người nhìn nhé, hộc để đồ rất là rộng rãi luôn. Tapi thì sạch sẽ. Và đặc biệt là keo chỉ của tất cả các cánh thì đảm bảo cho quý vị là không phải nghĩ. Vâng, chỗ này thì là keo chỉ zin, nhưng mất một chút là nứt thôi. Nứt theo thời gian thì cái đó là không tránh khỏi. Còn lại là keo chỉ zin, không có chạy lại. Đấy, quý vị các bạn có thể nhìn ạ. Và gioăng cao su thì cũng rất là đẹp. Cửa kính đóng mở thì êm khít. Và em mở luôn khóa điện của chiếc xe này để chúng ta cùng cảm nhận. Đấy, cửa kính đóng mở rất là êm khít luôn. Và một kèo keo chỉ thì không đâm va nhé quý vị nhé. Không đâm va, nên đảm bảo cho quý vị các bạn là một chiếc xe là không biết đâm đụng là gì. Vâng, còn máy móc thì chạy cực kỳ là êm, không có dấu hiệu rung bật hay là bỏ máy. Thì cái đấy quý vị các bạn yên tâm. Cửa kính đằng sau này thì đã được gắn phim cách nhiệt rồi. Và gioăng cao su, mọi người có thể nhìn là gioăng cao su thì không rách. Và đặc biệt là keo chỉ ở cánh này chưa chạy lại. Đấy, mọi người yên tâm. Vâng, những chiếc xe của bên em thì con này thì cũng được đánh giá là nội ngoại thất thì em đánh giá chỉ khoảng 6 điểm rưỡi thôi. Còn nội thất thì khoảng 7 điểm ạ. Nói chung là với giá tiền hơn 200 triệu một chút thì đây là một chiếc xe cũng khá là phù hợp với gia đình, vừa điều kiện vừa phải. Và đi lại thì thuận tiện, 7 người, rộng rãi. Đấy, lốp là phanh bánh đằng sau thì sử dụng phanh 6 chấu, phanh tăng trống. Vâng. Tiếp tục ta đi đến phần cửa đằng sau. Thì bầu đèn thì tương đối khá là mới nhé quý vị nhé. Bầu đèn tương đối khá là mới và chắc chắn là bầu đèn không có thay lại đâu quý vị ạ. Và bầu đèn zin của nó. Còn cột kèo thì mọi người có thể nhìn là đinh ốc hàn vẫn còn nguyên đây, không có dấu hiệu là đâm va. Đấy, đinh ốc hàn còn rất là đẹp. Và các cái phần bản lề thì cũng đã theo thời gian nên là có ngấm tí nước mưa nên là nó cũng han rỉ, nhưng mà như thế vẫn là chuẩn luôn, không có dấu hiệu là biến dạng hay là đâm va tai nạn. Đấy, cửa sau đây mọi người ạ. Keo chỉ thì nói chung là chỗ đằng sau này nó đều bị nứt do là thời gian, nhưng mà không có chạy lại nhé quý vị nhé. Có sao để nguyên vậy ạ. Vâng, và hai hàng ghế đằng sau thì đang gập lại, nên là đấy, mọi người có thể nhìn hai hàng ghế đằng sau đang gập lại để rất là rộng rãi, không gian rất là rộng rãi luôn. Còn đằng trước đây, đấy, mọi người có thể nhìn ạ, không gian đằng trước cũng rất là rộng rãi luôn. Vâng, và để đồ, khay để đồ đấy ạ. Vâng, cái này thì lốp sơ cua ở đằng dưới nhé quý vị nhé. Đấy. Và đặc biệt là có hai cái camera lùi rất là nhiều. Vâng. Đấy.
Ta đi tiếp đến phần bên trên, tappy sạch sẽ và không có khoan đục. Đấy, mọi người có thể nhìn là không có khoan đục luôn. Và keo chỉ của cánh này thì chúng ta cùng nhìn, keo chỉ là không mất một chút nào luôn. Và chỗ này thì một tí thôi, nhưng không sao. Và gioăng cao su chống nước thì vẫn còn hoạt động hoàn toàn bình thường. Đặc biệt là phần cột, đấy mọi người có thể nhìn các cái ốc vẫn còn nguyên, đinh hàn. Và ghế, nội thất ghế da thì tương đối khá là mới, nói chung là em đánh giá tầm 7 điểm đấy quý vị ạ. Vâng, mọi người có thể là đánh giá, mọi người đến trực tiếp xem xe cảm nhận thì vẫn tốt hơn. Vâng, những chiếc xe này thì nói chung là cũng đã theo thời gian từ 2011 rồi, nhưng mà cũng đã được dọn dẹp lại một chút. Vâng, nên là mọi người thực sự yên tâm. Tappy cánh trên thì mọi người cũng có thể nhìn là tappy cũng rất là sạch sẽ, các cái phím bấm hoàn toàn bình thường. Đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường luôn nhé quý vị nhé. Đấy, cửa kính các thứ là đóng mở hoàn toàn bình thường luôn. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đấy, ghế da thì ghế điều chỉnh thôi, điều chỉnh cơ bình thường. Và đặc biệt là gương kính để điều chỉnh bên đây. Đấy, mọi người có thể nhìn gương kính để điều chỉnh chỗ này. Chiếc xe thì đi được 11 vạn rồi, nhưng em không tin đâu. Con này thì chắc chắn là phải hơn 20 vạn. Vâng, chứ còn 11 vạn thì em không tin lắm. Vì là so với cái nội thất, ngoại thất rồi gì thì em không thể báo quý vị các bạn là 11 vạn được. Còn đâu thì đây có một màn hình camera hành trình cũng như là camera lùi. Rất là tiện, camera lùi đây nhé quý vị nhé. Và đây camera hành trình. Còn màn hình DVD giải trí cũng rất là tiện lợi luôn. Đấy, kiểu dáng rất là hiện đại, chức năng hoạt động thì hoàn toàn ok. Đấy, tất cả các chức năng. Đấy, cái này thì nó nhiều chức năng lắm nên là em chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Và tay nắm cần số 6 cấp đây, tay nắm cũng vẫn còn tương đối khá là ok. Và bây giờ thì ta cùng đi đến khoang máy của chiếc xe này để cảm nhận nhé. À vâng, trước khi mà đi đến khoang máy thì chúng ta cùng khởi động chiếc xe. Mọi người hãy nhìn kỹ vào màn hình nhé. Đấy, khởi động phát động cơ lên ngay 800 vòng phút và tất cả các thông số là không có một chút gì đâu nhé. Đấy, mọi người nhìn này, không có cảnh báo luôn. Vâng, máy móc hoạt động rất là êm. Nói chung là đấy, như em khẳng định con này là máy chạy rất là êm luôn. Không có dấu hiệu bỏ máy, máy chạy rất là êm, êm du luôn. Vâng, một chiếc xe thương hiệu đến từ Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Từ Nissan Moto, đấy mọi người có thể nhìn tem nhãn này, Nissan Moto. Vâng, rất là rõ ràng luôn. Máy móc và thông số máy rồi các thứ là đều được dán trên tem đây. Còn máy thì chạy êm, không có hơi thừa. Con này thì đảm bảo cho quý vị các bạn là không có hơi thừa, hơi căng tí nhưng mà thôi, em không bạn nữa. Vâng, máy chạy đảm bảo cho quý vị là không có hơi thừa nhé quý vị nhé. Máy thì có bảo dưỡng, bảo trì rồi, nhưng mà chắc chắn là không có hơi thừa, dầu mỡ đầy đủ, form dáng thì chạy ngon. Nói chung máy móc được. Tiếp tục thì ta đi đến phần lắp capo, keo chỉ thì không mất một phân ly nào luôn, riêng lắp capo của chiếc xe này không mất một chút nào luôn. Vâng, nhưng mà cũng đã theo thời gian thì hơi bẩn một chút chút. Và mọi người nhìn đặc biệt phần tấm nỉ thì em cũng cho nó chỉ 3 điểm thôi, tấm nỉ quá bẩn luôn. Vâng, con này thì chạy lâu thì hoạt động dầu mỡ các thứ nó bắn lên thì cũng không tránh khỏi, nhưng mà như thế này thì cũng hơi bẩn. Vâng, còn lại thì máy rất là êm, chắc, không có hiện tượng rung giật. Đấy, mọi người cùng nghe mấy em. Vâng, máy đảm bảo cho quý vị các bạn là máy chất. Vâng, chạy cực kỳ ổn luôn. Và riêng máy này thì mức tiêu thụ chỉ từ 7 đến 9 lít trên 100 cây thôi. Vâng, và bây giờ thì chúng ta hãy nhìn xuống phần dưới. Vâng, thưa quý vị các bạn, mọi người có thể nhìn phần gầm, không có dấu hiệu dầu mỡ đâu nhé. Đấy, gầm khô thoáng, không dầu mỡ, rất là sạch sẽ luôn. Đấy, rất là sạch. Vâng, form dáng này khá là được. Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Nissan Grand Livina sản xuất năm 2011, phiên bản máy xăng 1.8, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và một chiếc xe này thì sản xuất tại Nhật Bản luôn, nhập khẩu nguyên chiếc. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi với giá tiền chỉ có 232 triệu đồng thôi. Và so với Innova cùng đời thì nó rẻ hơn được gần 100 triệu. Vậy những ai quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ với Vũ Duy Auto qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869 158 926.
cửa hàng em ở chợ ô tô Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng sẽ rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn, và rất vui khi quý vị các bạn chọn lựa được cho mình chiếc xe đẹp. Vâng, Nissan Grand Nivea 2011 luôn hân hạnh đón chào quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe đẹp nhất, chiếc xe ưng ý nhất. Xin chào.